Tiết lộ bớt ăn cơm đi, ăn ngải cứu nấu cùng thứ này, ngủ ngon khỏi đau xương khớp, chữa cả tỳ bệnh. Cô bác thân mến, rau ngải cứu đã trở thành một nguyên liệu quen thuộc trong vườn nhà chúng ta phải không ạ? Theo y học cổ truyền Đông y, rau ngải cứu được coi là một loại dược liệu quý mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt nếu quý vị biết cách kết hợp rau ngải cứu với 5 thành phần dưới đây, không chỉ thực phẩm thơm ngon, dễ tiêu và tiết kiệm, mà còn có khả năng giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường chức năng gan và ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh ung thư. Đây là những công thức giúp bạn cảm nhận được sự trẻ trung đến 120 tuổi. Thật đáng tiếc khi nhiều người đã bỏ qua cơ hội tận hưởng những giá trị tuyệt vời này mà thiên nhiên đã ban tặng. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về cách kết hợp rau ngải cứu với 5 nguyên liệu quý này để đạt được tác dụng của thần dược trong video dưới đây nhé. 1. Cá chép hấp ngải cứu. Trong ngải cứu có chứa nhiều loại tinh dầu có khả năng giúp chống oxy hóa, kháng nấm, kháng khuẩn, nhờ đó cải thiện hệ tiêu hóa, giảm đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, giúp lưu thông máu lên não tốt hơn. Mặt khác, cá là một trong những nguồn thực phẩm chứa rất nhiều dinh dưỡng thiết yếu không thể thiếu trong nhiều thực đơn của mỗi gia đình. Đặc biệt, cá chép lại chứa nhiều chất cần thiết như protein, chất béo bão hòa, cholesterol, canxi, vitamin A. Khi kết hợp rau ngải cứu với cá chép sẽ mang lại giá trị gấp vạn lần đối với sức khỏe, cực tốt với những bà bầu hoặc người bệnh bị đau đầu, rối loạn tiền đình, thiếu máu nếu thường xuyên sử dụng đấy ạ. Cô bác hãy thử ngay món cá chép hấp ngải cứu vừa ngon lạ miệng lại cung cấp nhiều chất dinh dưỡng bồi bổ cho cơ thể theo cách đơn giản sau. Khi sơ chế xong cá chép thì ướp khoảng 20 phút với hỗn hợp gia vị, gồm 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê hạt nêm, ít gừng băm nhuyễn, sau đó nhét lá ngải cứu vào bụng, đầu cá. Lưu ý nhét nhiều rau ngải cứu để khi hấp cá, rau chín teo lại là vừa. Hấp với mức lửa lớn đến khi nước sôi thì giảm nhỏ lửa cho cá chín mềm và dậy mùi thơm. Cuối cùng, cho vào 2 muỗng canh cá mắm cho cá có mùi thơm. Tắt bếp và cho ra đĩa và thưởng thức thôi ạ. 2. Chân giò hầm ngải cứu. Lý giải cho điều này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, chân giò có hàm lượng collagen cao, có tác dụng làm tăng các dịch nhầy trong các khớp, hỗ trợ chuyển động của cơ thể. Đây chính là lý do vì sao khi ăn chúng ta thường có cảm giác dính, nhầy. Thêm vào đó, ngải cứu có tính ấm, tính kháng viêm cao, nên có tác dụng giúp lưu thông khí huyết, tăng cường khả năng lưu thông máu trong cơ thể. Tốt cho hệ xương khớp, giảm đau rất tốt. Chính vì vậy, chân giò hầm ngải cứu là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo cho sức khỏe xương khớp. Nhất là đối với những người bị gai cột sống, thấp khớp, viêm nhức xương khớp. Ngoài ra, món ăn này còn giúp bổ huyết, lợi sữa cho phụ nữ, tầm bổ cho người vừa ốm dậy, suy nhược cơ thể, cũng giúp làm liền sẹo và giảm tình trạng mụn nhọt, lở ngứa hiệu quả. 3. Tim lợn hầm ngải cứu. Theo các chuyên gia sức khỏe, đây đúng là bài thuốc tuyệt vời chữa mất ngủ. Bởi trong Đông y, tim lợn vị ngọt mặn, tính hàn, có tác dụng ích khí bổ tâm, cùng với thành phần dinh dưỡng giàu chất đạm, chất sắt, chất béo, các vitamin giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng. Lá ngải cứu vị đắng cay, tính ấm, có tác dụng khử hàn, chống suy nhược cơ thể. Tim lợn hầm ngải cứu là một sự kết hợp khôn khéo tạo nên món ăn cực kỳ bổ dưỡng, giúp an thần, cải thiện giấc ngủ, giảm hoa mắt, chóng mặt, giải tỏa căng thẳng, rất hữu ích với cô bác nào bị mất ngủ, khó ngủ kinh niên đấy ạ. Mặc dù tim lợn hầm ngải cứu là món ăn bổ dưỡng tốt cho sức khỏe, nhưng cô bác cũng không nên ăn quá nhiều bởi tim lợn giàu chất béo và cholesterol cao hơn các loại đạm động vật khác, có thể khiến cô bác bị thừa cân béo phì, do đó cô bác chỉ nên ăn món này trung bình 1-2 bữa trên tuần thôi nhé. 4. Gà hầm ngải cứu. Không thể không nhắc đến một sự kết hợp hoàn hảo từ ngải cứu, mang lại vô vàn điều tuyệt vời cho sức khỏe của chúng ta, đó chính là món gà hầm ngải cứu. Tôi để ý món ăn này được rất nhiều cô bác lựa chọn cho những người mới ốm dậy hoặc trẻ nhỏ với mục đích tẩm bổ, đặc biệt là với chị em phụ nữ sau sinh muốn nhanh chóng hồi phục cơ thể. Thì gà hầm ngải cứu chính là lựa chọn tuyệt vời đấy ạ. Bởi gà vốn nổi tiếng là nguồn cung cấp protein và axit amin dồi dào, rất cần thiết để nuôi dưỡng cơ bắp và tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra thì gà còn chứa nhiều dưỡng chất khác như selen, kẽm, các loại vitamin B và khoáng chất khác. Còn ngải cứu là loại thảo mộc có khả năng giúp giảm viêm, cải thiện tiêu hóa, tăng cường miễn dịch nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào. Khi kết hợp với nhau, món gà hầm ngải cứu có thể mang đến những lợi ích tiềm năng như tăng cường hệ miễn dịch cho người có sức đề kháng kém,
bổ máu, cung cấp nhiều vitamin, vi chất dinh dưỡng cho cơ thể. Hơn nữa, món ăn này còn giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, giảm co thắt ở ruột và dạ dày, đồng thời giúp giảm đau bụng kinh nguyệt, hiệu quả. 5. Ngải cứu nấu với trứng gà. Chắc hẳn cô bác ở đây đã không còn xa lạ gì với sự kết hợp trứng và rau ngải cứu đúng không ạ? Từ hai nguyên liệu trên, chúng ta sẽ dễ dàng làm được món ngải cứu thơm ngon bổ dưỡng, trứng rán ngải cứu, trứng chưng, canh trứng ngải cứu. Tuy nhiên hôm nay trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến cô bác món trứng luộc cùng ngải cứu. Nghe hơi lạ, nhưng đây lại là bài thuốc quý bảo vệ sức khỏe mà rất ít người biết đến đấy ạ. Cách làm trứng luộc ngải cứu như sau. Cô bác cho trứng và lá ngải cứu đã rửa sạch vào nồi nước và nấu cho sôi lên. Theo tỷ lệ, một quả trứng 10g rau ngải cứu. Sau khoảng 7 phút thì trứng chín, vớt trứng ra và bóc sạch vỏ. Cho tiếp trứng đã bóc vỏ vào nồi nấu cùng ngải cứu trong khoảng 1 đến 2 giờ nữa để trứng thấm hoàn toàn vị thuốc của ngải cứu. Đây là món ăn trong ngày và buổi sáng tốt nhất là vì khi đó trứng được tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn. Lưu ý không để qua đêm, vì thế cô bác không nên nấu nhiều trong một ngày. Nếu ngải cứu có vẻ khó ăn đối với một số cô bác thì có thể thêm gừng hay đường nâu để dễ ăn hơn mà vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng đấy ạ. Trứng luộc ngải cứu có vẻ còn xa lạ với đa số người dân Việt Nam, nhưng đây lại là bài thuốc đông y lâu đời và đặc biệt phổ biến ở Trung Quốc mà cô bác có thể ăn vừa khỏe vừa đẹp bởi ngải cứu chứa nhiều chất kháng viêm và chất chống oxy hóa. Từ lâu đã xuất hiện nhiều trong bài thuốc chống nhiễm trùng, chứa nhiễm giun, chứa viêm khớp và ngăn ngừa suy giảm trí nhớ. Còn trứng lại chứa rất nhiều protein, chất béo, các vitamin thiết yếu như vitamin A, B12, vitamin D, K, cũng như các khoáng chất như canxi, sắt, kẽm. Đặc biệt, trứng luộc ngải cứu chứa lecithin, hoạt chất giúp điều trị bệnh mất trí nhớ Alzheimer, bệnh gan và túi mật vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, món ăn này còn có thể loại bỏ nhanh chóng một số chất có hại và chất thải ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, rau ngải cứu không lành với tất cả mọi người, đặc biệt nó lại đại kỵ với hai đối tượng dưới đây. Cô bác cần hết sức lưu ý tránh xa, kẻo rước họa vào thân, suy giảm 20 năm tuổi thọ. 1. Bệnh lý về gan tuyệt đối đừng ăn ngải cứu. Mặc dù ngải cứu là thần dược tự nhiên rất tốt cho sức khỏe, nhưng trong ngải cứu lại có tinh dầu dễ bay hơi chứa độc tố tính. Chất này sẽ đi vào gan và làm rối loạn chuyển hóa tế bào gan, gây viêm gan cấp tính, vàng da, làm gan to, nước tiểu đục. Nếu cô bác mắc sẵn bệnh gan mà ăn ngải cứu thì tình trạng bệnh sẽ trở nên nặng hơn, xảy ra biến chứng nguy hiểm đột tử, thọ non lúc nào chẳng hay đấy ạ. 2. Rối loạn đường ruột hay bệnh thận cũng nên tránh xa ngải cứu. Các chuyên gia cho biết ngải cứu là vị thuốc giúp lợi tiểu và nhuận tràng hiệu quả. Song chính tác dụng này sẽ gây bất lợi cho người mắc bệnh rối loạn đường ruột, khiến cho bệnh tình trở nên nặng và khó kiểm soát hơn. Đồng thời, cô bác nào mắc bệnh thận cũng được khuyến cáo nên tránh xa rau ngải cứu, kẻo rước cả tá sỏi trong thận. Hại sức khỏe vô cùng, nên cô bác hết sức lưu ý mà biết tránh sớm nhé. Đến đây, bản tin sức khỏe của kênh Yêu Sức Khỏe xin được khép lại. Mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho quý cô bác. Mọi thắc mắc vui lòng comment ở phần bình luận. Ban biên tập sẽ giải đáp tận tình. Xin chào và hẹn gặp lại!